Mới đây, một đoạn clip trên TikTok ghi lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thân thiện giữa tàu Việt Nam và thuyền đánh cá nhỏ của ngư dân Philippines trên Biển Đông bất ngờ trở nên viral trên mạng xã hội Philippines. Thậm chí là clip còn được tạp chí trực tuyến Esquire của nước bạn đưa tin để cảm ơn rối rít hành động tình thương mến thương của anh em Việt Nam. Theo đó, những người đi tàu Việt Nam được cho là các ngư dân đã gặp một nhóm hơn 13 người Philippines đi chung một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Hai bên đã chào hỏi thân thiện dù bất đồng ngôn ngữ và hai nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông. Sau khi chào hỏi nhau, phía Việt Nam đã chia sẻ một số thực phẩm cho nhóm ngư dân Philippines. Đáp lại thì các ngư dân Philippines đã tặng một con cá khá lớn vừa bắt được cho mấy anh em Việt Nam. Nội dung trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và nhận về sự hoan nghênh mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Philippines. Rất nhiều người đã để lại những bình luận cảm ơn rồi thả tim rối rít cho sự thân thiện đến từ ngư dân hai nước. Một số người nổi tiếng tới từ nước bạn cũng hào hứng chia sẻ clip này với người xem, ví dụ như Richard Haydarian, nhà phân tích chính trị nổi tiếng tại Philippines, cũng chia sẻ thông tin clip trên kèm biểu tượng thân thiện với Việt Nam. Nhân sự kiện trên, tạp chí Esquire đã dẫn lại nhiều hành động hỗ trợ của phía Việt Nam dành cho ngư dân Philippines trên Biển Đông và khẳng định ngư dân hai nước luôn là những người bạn thân thiện. Cụ thể, Esquire dẫn lại, tháng 6 năm 2019, một tàu đánh cá của Philippines đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm, khiến 22 ngư dân Philippines phải giành giật mạng sống trên biển. Trung Quốc sau vụ va chạm này đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc những ngư dân Philippines. May mắn là một tàu của Việt Nam ở gần đó đã cứu được ngư dân đang gặp nạn. Sau đó thì tháng 11 năm 2021, tàu kiểm ngư Việt Nam đã cứu giúp, cung cấp thức ăn và quần áo cho hai ngư dân Philippines có thuyền bị trôi dạt ở Biển Đông, rồi giúp đưa người bị nạn trao cho phía lực lượng chức năng Philippines. Ở chiều hướng ngược lại, vào ngày 17 tháng 2 năm 2012, một tàu cá của ngư dân Việt Nam trong quá trình di chuyển tránh áp thấp nhiệt đới đã bị mắc cạn gần eo biển Balabac thuộc vùng biển Philippines. Ngay sau khi nhận được công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, lực lượng canh phòng bờ biển Philippines đã triển khai ngay công tác cứu hộ. Nhờ đó mà 9 ngư dân Việt Nam đã được giải cứu an toàn ngay sau đó. Hay nổi tiếng hơn là vụ 17 ngư dân Việt Nam phải dạt vào bờ biển Philippines tránh bão năm 2016. Được tin, nhà chức trách Philippines đã hủy bỏ các tội danh như là đánh cá trái phép, xâm nhập vùng biển trái phép đối với ngư dân Việt Nam. Sau đó thì họ được trang bị nhu yếu phẩm cần thiết và đích thân Thủ tướng Duterte đã tiễn 17 ngư dân của chúng ta về nước. Lúc đó thì ông Duterte đã phát biểu rằng, tôi rất vui khi được tiễn những người bạn, các bạn không làm gì sai trái cả. Nếu các bạn có tình cờ trôi dạt vào vùng biển của chúng tôi vì cơn bão sắp tới thì chúng tôi sẽ chào đón các bạn. Không có vấn đề gì cả, các bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ ở đó. Điều này cho thấy tầm quan trọng của khối ASEAN. Chúng ta, những người hàng xóm của nhau, phải hành động để bảo vệ lợi ích của nhau. Đáp lại tấm lòng của những người bạn Philippines, đặc biệt là tới từ Tổng thống Duterte, một chiếc tàu của ngư dân Việt Nam giăng những dòng chữ cảm ơn Tổng thống Duterte, lời cảm ơn từ ngư dân Việt Nam. Từ những hành động qua lại trên có thể thấy, dù hai nước Việt Nam và Philippines có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình cảm giữa hai nước, đặc biệt là với những người ngư dân cùng nhau kiếm sống trên một vùng biển. Họ thường xuyên giúp đỡ nhau hay đơn giản hơn là chào hỏi nhau một cách thân thiện mỗi lần gặp mặt. Điều này giúp tình cảm của hai bên thêm gắn kết hơn. Việt Nam và Philippines tuy chưa giải quyết được các luồng chồng lấn về yêu sách, song từ khi ký DOC luôn dành sự tôn trọng đối với những khác biệt lập trường của mỗi bên, kiềm chế không thực hiện các hoạt động gây căng thẳng trong quan hệ song phương và tạo tình huống phức tạp trong khu vực. Đặc biệt, hai nước luôn nêu cao tinh thần nhân đạo và phối hợp với nhau giải quyết các tình huống phát sinh trên biển, trong đó có lĩnh vực nghề cá. Biển Đông là ngư trường hoạt động của hàng chục ngàn tàu cá các nước trong khu vực, rất đông đúc, dẫn tới nhiều tình huống tranh chấp phức tạp, là nguồn gốc căng thẳng của nhiều sự cố trong thời gian qua. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.